Hello, ladies and gentlemen. Tôi là Hồng Việt, là người dẫn chương trình của UNR. Tôi sống vào lúc 5 giờ sáng thứ 8 hàng tuần. Ngày hôm nay, chương trình đã mời được những bác sĩ gồm 4 người. Họ đều là những người của công chúng. Nói cách khác, họ là những bác sĩ nổi tiếng. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng sẽ không ai biết tên họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những người con người thầm lặng. Thôi, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Tôi xin mời nhóm trưởng của nhóm Ship Earth and Human, tạm dịch nghĩa ra là cô chế đốc và nhân loại. Sau đây tôi xin mời bác sĩ Tiên, trưởng khoa viện hệ sinh dịch để trung ương cho chúng ta biết đôi lời giới thiệu bản thân, cái cộng sự và con virus corona đang hoành hành hiện nay. Xin chào mọi người, tôi là Trần Ngọc Thủy Tiên, trưởng nhóm của Safe Earth and Human. Hôm nay tôi với các cộng sự của tôi, đó là bác sĩ Triều, bác sĩ Trang và anh Vũ, sẽ thông tin rõ hơn với các bạn khán giả về đại dịch toàn cầu COVID-19. Như ta đã biết, cuộc sống của chúng ta hiện đang đối diện với một đại dịch toàn cầu mang tên Corona. Chúng xuất hiện từ tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc. Sau đây tôi xin mời cấp dưới của tôi, bác sĩ Triều, sẽ nói khái quát về virus Corona cho mọi người nhé. Xin chào các bạn, tôi là Phan Minh Triều. Theo tôi được biết thì con virus này được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tạm gọi là 2019 nCoV hay COVID-19 bởi vì nó có trình tự gen gần giống với SARS-CoV trước đây vào những năm 2003-2004. Vậy Corona cái gì đáng sợ mà cả thế giới đều chao đảo đứng ngồi không yên về con virus này? Sau đây tôi xin mời bác sĩ Trang nói về sự nguy hiểm của virus Corona. Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Phương Trang. Theo bài báo cáo, trong số 99 người đầu tiên bị viêm phổi nặng do nhiễm nCoV, có đến 3/4 là viêm cả hai lá phổi. Khoảng 14% số đó phổi bị tổn hại do hệ miễn dịch gây ra. 11% bị suy đa cơ quan do nhiễm trùng huyết. Một số khác có nguy cơ biến chứng trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ở đây, tôi sẽ nêu ra 4 sự đáng sợ về virus nCoV này. Thứ nhất, virus trực tiếp gây tổn thương. Ngay từ đầu, các nghiên cứu đã thấy khi vào cơ thể người, nCoV gắn với một thụ thể đặc hiệu có trong mô phổi. Cơ chế này cho phép virus chui thẳng vào tế bào. Virus cướp luôn bộ máy hoạt động của tế bào chủ, khiến tế bào chủ phải làm thêm nhiều bản sao virus. Đến một lúc, virus chiếm trọn làm tế bào cạn kiệt đến chết. Thứ hai, viêm phổi. Trong số bệnh nhân cúm nặng nhập viện rồi viêm phổi, có đến 10% tử vong so với tỷ lệ tử vong 2% của người cúm nặng mà không viêm phổi. nCoV có vẻ đã gây viêm phổi theo hai cách. Một là virus chiếm lấy mô phổi như đã nói ở trên, và hai là thông qua nhiễm tiếp một vi khuẩn khác. Thứ ba, nhiễm trùng huyết. Đây là một tình trạng rất nghiêm trọng gặp ở nhiều loại nhiễm trùng. Mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy khoảng 11% bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán nặng là nhiễm trùng huyết có suy đa tạng. Nhưng cho tới nay, người ta vẫn chưa xác định viêm phổi Vũ Hán, việc nội tạng bị tổn hại là do virus trực tiếp gây ra hoặc do hệ miễn dịch phản ứng quá đà. Thứ tư, tỷ lệ tử vong. Theo như những ý kiến đầu tiên, thì nCoV chỉ có tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là 2,3%. Nhưng càng về sau, thì con số này tăng lên đến 3,4% và có sự chênh lệch nhau từ 0,7% đến 4% dựa vào điều kiện y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe nơi điều trị. Vì vậy, chúng ta không hiểu đầy đủ về tỷ lệ tử vong của nó. Nhưng để chúng ta nhận biết rõ ràng, các quốc gia đều chiến đấu mạnh mẽ, đưa ra các phương pháp điều trị cụ thể. Cảm ơn những thông tin mà các bác sĩ đã đưa cho. Như các bạn thấy đó, Corona đang là mối đe dọa của toàn cầu. Ảnh hưởng đến mặt kinh tế và du lịch, giảm mạnh tốc độ phát triển của toàn thế giới. Nhưng chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta hãy luôn nhớ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy sau đây tôi xin mời bác sĩ Tiên sẽ nói rõ hơn về cái triệu chứng và cách phòng ngừa Corona. Thì theo như mình biết, khi bị nhiễm Corona, trong vòng 1 đến 14 ngày người bệnh có cảm giác không khỏe, rồi sẽ có các triệu chứng từ thấp đến nguy hiểm xuất hiện như: các triệu chứng của bệnh nhân mắc từ nhẹ đến nặng có thể bao gồm sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Tới thời điểm khởi phát, nCoV gây sốt và có thể làm tổn thương đường hô hấp, trường hợp nặng gây viêm phổi và nhiều cơ quan khác trong cơ thể khiến bệnh nhân tử vong, nhất là các trường hợp có bệnh nền. Các biện pháp phòng chống COVID-19,
Đối với người dân bình thường, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính như sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc. Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng trên. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất 60% cồn. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. Còn che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín, không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Tránh mua bán tiếp xúc với các loài động vật nuôi hoặc hoang dã. Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và các bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất rửa tay thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Hiện tại, người dân có thể liên hệ hai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế để cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là 1900-3228 và 1900-9095. Các sĩ tiên đã cho chúng tôi thông tin về các triệu chứng và các phòng ngừa corona. Dựa vào những thông tin mà các sĩ tiên đã nêu trên, thì nếu các bạn chấp hành chúng bằng một cách tinh thần tự giác và nghiêm túc, thì tôi chắc chắn rằng ngày dịch bệnh hết sẽ không xa. Nhưng tuy corona nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ tích cực hơn. Tuy corona đã làm chết hàng triệu người, nhưng tôi chỉ là bề nổi về việc mặt bề chìm. Chúng đã làm lượng khí carbonic trên toàn thế giới giảm mạnh và các loài vật đã xuất hiện trở lại. Sau đây, tôi xin mời anh Vũ, chuyên ngành kỹ thuật số, cho chúng tôi biết những số liệu thống kê gần đây mà đài truyền hình đã thu được. Chào mọi người, sau đây tôi sẽ xin liệt kê các số liệu vào ngày 9 tháng 4 2020. Thì tổng số ca nhiễm đã lên tới con số khủng khiếp, đó là 1.514.399 ca nhiễm. Số ca tử vong có là 88.437, trường hợp tỷ lệ là 7,8%, và điều đáng mừng là tổng số ca hồi phục lên đến 329.805, trường hợp tỷ lệ 9,2%, làm cho số ca nhiễm hiện nay chỉ còn 1.096.760 ca, tỷ lệ 4,7%. Tạm biệt. Cảm ơn Vũ đã truyền tải thông tin cho chúng tôi. Và đến đây cũng là hết thời hạn phát sóng chương trình. Xin chúc khán giả một ngày tốt lành, tiếp tục tập và nhớ đeo khẩu trang khi ra đường. Đài truyền hình UNR đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.